đánh đâu. Văn Toàn treo bóng vào cho anh Đức. Đó là pha xử lý kinh nghiệm của anh Đức. Cầu thủ lớn tuổi nhất trên sân lúc này của Olympic Việt Nam đã lướt lên để có thể tranh chấp trên không hiệu quả. Nhưng đáng tiếc là pha chạm bóng của anh Đức không thể được kết thúc bằng một tình huống dứt điểm. Olympic UAE vẫn đang chơi với một đội hình phòng ngự có số đông, có độ dày. Tình huống nguy hiểm. Một bàn thua rất dễ của cầu thủ Việt Nam, rất đáng tiếc. Tưởng chừng không quá nguy hiểm. Pha đi bóng và dứt điểm của Al Hasmi. Hàng phòng ngự của chúng ta đã không thật sự cảnh giác ở pha bóng vừa rồi. Đương nhiên là huấn luyện viên Park Hang-seo không hài lòng. Đây là một pha bóng vô cùng bất cẩn từ khu giữa sân. Văn Thành trả bóng cho Quang Hải và Quang Hải nhận bóng ở một tư thế vô cùng bất lợi. Đó là chưa kể tình huống phát hiện và ngăn chặn của các trung vệ. Khoảng cách giữa các trung vệ và tuyến trên là tương đối xa. Tốc độ của Bùi Tiến Dũng trong tình huống tranh chấp vừa rồi cũng là không đủ để ngăn chặn được khả năng bứt phá của cầu thủ đối phương. Pha ghi bàn đầu tiên ở giải đấu này của cầu thủ Al Hasmi. Và chúng ta cùng hy vọng bàn thua bất ngờ này, bàn thua có phần đáng tiếc này sẽ khiến cho cầu thủ bừng tỉnh, chơi mạch lạc hơn và máu lửa hơn. Chất lượng tốt của bóng đá Việt Nam được chuẩn bị kỹ, được dẫn dắt bởi một huấn luyện viên có thể nói là rất quan tâm. Văn Toàn, nhà bóng công quan vào, không có bàn thắng được. Một bàn thắng vô cùng quan trọng. Văn Quyên là người ghi bàn. Vâng, tôi đang định nói là chúng ta cần phải lấy tấn công bù đắp cho phòng ngự, bởi vì rất khó đá như thế này nếu mà chịu trận ra để phòng ngự. Cần phải lấy công bù cho thủ. Và khi mà chúng ta dâng lên đã có một pha bóng liên lạc, bàn thắng đã đến, tỷ số là 1-0 ở phút thứ 27. Tôi có một cảm giác có thể nói là rất bức bối trong ít phút vừa rồi. Không hiểu anh Huy có cảm giác như vậy không, và tôi tin rằng là rất nhiều cổ động viên bóng đá Việt Nam cũng thế. Nhưng vừa rồi là một khoảnh khắc có thể nói là xóa tan đi rất nhiều điều. Bắt đầu từ cú xỏ lỗ kim có thể nói là rất tinh tế của Văn Toàn, cú chạm bóng nỗ lực của anh Đức ở phía trong, và công việc của Văn Quyết cho dù là đơn giản nhưng nó đã gỡ cả một gánh nặng nghìn cân lên khỏi những bước chân của cầu thủ áo đỏ trong những phút vừa qua. Pha ghi bàn thứ hai của Văn Quyết ở ASEAN 18. Bàn đầu tiên Văn Quyết ghi được là vào lưới Pakistan. Vẫn là Quang Hải đá phạt góc. Văn Thành, Văn Quyết, Phạm Xuân Mạnh trả ngược lên. Quá đáng tiếc. Một tình huống rất dễ trước cầu môn. Rất tiếc là trung vệ Bùi Tiến Dũng đã không thể ghi bàn. Pha bật lên của Tiến Dũng vẫn là không đủ để có thể có một cú chạm bóng hoàn hảo. Nếu nhả lại cho Văn Hậu thì mọi chuyện sẽ chính xác hơn. Nhưng đúng là không thể làm khác được. Ở vị trí của Bùi Tiến Dũng thì ai cũng hiểu rằng đó là một cơ hội rồi. Văn Quyết, Văn Toàn, vẫn còn Văn Quyết. Có phải là Vũ Văn Thành? Lực lượng lên tham gia tấn công hơi mỏng. Đức Huy, quả chuyền vào của Vũ Văn Thành. Văn Quyết, Văn Toàn, Quyết đây. Cú đá là của Đoàn Văn Hậu. Pha dứt điểm không được như ý của Đoàn Văn Hậu. Dứt điểm, cú đá là của Quang Hải. Cầu thủ Việt Nam đã tranh thủ tổ chức đá phạt nhanh để tạo ra một tình huống bất ngờ. Cú đá rất mạnh.
Văn Đức. Khoảng trống. Atakamon không vào. Đã có lỗi việt vị. Ở tình huống 2 trong pha phước phạt góc này, chúng ta đã thấy Quang Hải nhận được bóng. Một vị trí mà chúng ta đã quá quen với việc Quang Hải sẽ tạo ra một pha bóng đột biến. Nhưng đáng tiếc là tiền vệ của câu lạc bộ Hà Nội chỉ có thể có một cú nhả bóng cho đồng đội. Những phút cuối của các trận đấu trước đó của Olympic Việt Nam đều là những khoảng thời gian mà thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đều làm tốt. Và bây giờ là lúc mà các thủ áo đỏ vẫn đang tràn lên phía trước. Cú đá tốt của Phạm Văn Đức. Pha dứt điểm có lực. Tuy nhiên thủ môn UAE An Samsi đã chủ động ở tình huống đón bắt. Cú đá bất ngờ không cần nhiều là. Đoàn Văn Hậu. Phan Văn Đức. Phan Đức đang ngã. Vẫn còn. Không vào. Cú đá rất tốt từ tuyến 2 của Minh Phương. Tất cả những gì đã có là hết sức nỗ lực. Thì chúng ta thiếu đi một chút sắc bén, một chút may mắn cho pha chạm bóng cuối cùng. Nhưng thật tiếc là vẫn nằm trong tầm kiểm soát của thủ môn An Samsi. Đánh đâu! Rất tiếc là bóng lại đi qua xà. Phạm Xuân Mạnh. Ngày hôm nay chúng ta đã có được hai cơ hội rất tốt ở tầm cao được tạo bởi các hậu vệ. Sau khi Văn Quyết rời sân, Xuân Mạnh là đội trưởng của Olympic Việt Nam. Xuân Mạnh vẫn thường đá hậu vệ nhiều hơn nhưng ngày hôm nay chơi ở cánh trái. Về cơ bản thì những xe đổi người và những tính toán của Bang Sô đã đúng cho đến điểm này. Chúng ta chỉ thiếu duy nhất may mắn để ghi bàn. Đã tạo ra những cơ hội rất rõ. Chỉ thiếu may mắn để nâng tỷ số lên 2-1. Ở chiều ngược lại, đội tuyển các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất xét cả về mặt thực lực lẫn những gì thuộc về hành trình của họ cho đến lúc này thì đều đang hướng đến những loạt đá luân lưu. UAE đã có 2 chiến thắng bằng đá luân lưu ở giải đấu lần này. Tuy nhiên, rất nhiều thành viên của Olympic Việt Nam tại giải U23 châu Á hồi đầu năm cũng đã có 2 trận đấu liên tiếp chiến thắng bằng đá luân lưu. Và Bùi Tiến Dũng ở giải lần này vẫn có được phong độ rất tốt. Xuân Mạnh. Phút thứ 90, tỷ số vẫn đang là 1-1. 3 phút đã bù giờ cho hiệp thứ 2. Văn Thành. Duy Mạnh. Lỗi là của An Hasmi. Thẻ vàng dành cho số 7 bên phía đội bóng áo trắng. An Hasmi là cầu thủ có thể lực, có tốc độ tốt. Nhưng đến lúc này thì Văn Thành là người có vẻ như đã giữ sức được tốt hơn và vẫn bung ra được một tình huống đua tốc độ đủ khiến cho đối phương buộc phải phạm lỗi.
Không rõ là Al-Hasmi có đau thật hay không. Hoàn toàn có thể là anh chàng này giả vờ. Tuy nhiên theo tôi thì nếu phải đá lô lưu chúng ta cũng không có gì phải ngán ngại. Vẫn là Minh Vương. Không vào. Cú đá rất có lực. Ở cự ly phải đến 35m. Một ngày thi đấu xuất sắc của thủ môn Al-Samsi. Olympic Việt Nam sẽ đá trước. Cầu thủ Việt Nam đã làm nên kỳ tích với việc vào bán kết của ASEAN 18. Và lúc này đây, chúng ta đang chứng kiến những giây phút cuối cùng của trận đấu tranh giải ba. Vũ Văn Thanh đá quả đầu tiên. Văn Thanh và Al-Samsi. Rất chính xác. Văn Thanh đã thành công với quả đá của mình. Cú đá rất chắc chắn của Vũ Văn Thanh. Thủ môn đối phương đoán sai hướng, nhưng cho dù có đoán đúng thì Văn Thanh có lẽ vẫn sẽ là người thành công vì cú đá rất chắc. Tất cả chúng ta đều còn nhớ tình huống ăn mừng hào sảng của Văn Thanh ở giải U23 châu Á hồi đầu năm. Và tất cả cùng hy vọng sẽ lặp lại những hình ảnh tương tự sau những loạt đá này. Và thực ra xét về chuyên môn, nếu có thắng trận này chúng ta cũng xứng đáng. Al-Hasmi sẽ là người đá quả đầu tiên cho Olympic UAE. Al-Hasmi đã đá bóng chìm và tỷ số được sang bằng 1-1. Bùi Tiến Dũng đoán được hướng sút của đối phương. Những cú đá của Al-Hasmi là rất tốt. Ở một góc nhìn nào đó anh Tùng ạ, UE đã trải qua 2 trận đá luân lưu liên tiếp. Và chắc chắn các cầu thủ cũng phải bộc lộ rất nhiều bản thân mình trong 2 trận đá luân lưu vừa rồi. Và đương nhiên ông Park Hang-seo và các cầu thủ sẽ có những sự nghiên cứu. Quang Hải. Rất tiếc là Quang Hải đã thực hiện ra ngoài. Tỷ số luân lưu vẫn là 1-1. Tại giải U23 châu Á hồi đầu năm, Quang Hải cũng có một lần thực hiện luân lưu không thành công. Tuy nhiên sau đó các đội Việt Nam vẫn vượt lên và giành thắng lợi. Bây giờ thì trọng trách sẽ được đặt vào đôi tay của Bùi Tiến Dũng. Tiến Dũng đang hết sức tập trung. Người đá quả tiếp theo cho Olympic các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất là Al-Amiri. Quả đá của Al-Amiri thành công và tỷ số là 2-1 cho các thủ UAE.
Hà Đức Chinh đá quả thứ ba cho Olympic Việt Nam. Đức Trình và An Samsi. Cú đá chính xác của Đức Trình. Tỷ số đá 11m được cân bằng 2-2. Quả là rất căng thẳng. Cú đá vừa rồi của Đức Trình không quá tốt, nhưng nó vẫn thành công. Người đá quả tiếp theo bên phía UAE là Al Hanani. Vẫn là một pha xử lý chính xác của Ibrahim Al Hanani. Cú đá sát cột. Tiến Dũng đổ người đúng hướng nhưng không kịp. Cách biệt đang là một bàn nghiêng về phía các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Người đá quả thứ tư cho Olympic Việt Nam là Phan Văn Đức. Vẫn có bàn thắng. Rất may mắn cho Phan Văn Đức. An Samsi đã đoán đúng hướng, thậm chí chạm tay vào bóng. Nhưng cú đá hiểm của Phan Văn Đức vẫn thành bàn. Tỷ số được cân bằng 3-3. Cuộc đấu quá đỗi căng thẳng và sai sót hoàn toàn có thể thuộc về bất cứ ai. Andamki. Vẫn là một cú đá quá chắc chắn của đội tuyển Olympic các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Các thủ áo trắng gần như không thay đổi góc sút. Và họ vừa có quả đá thứ tư liên tiếp thành công. Tỷ số là 4-3. Người đá quả cuối cùng trong loạt 5 quả đầu tiên bên phía Olympic Việt Nam là Minh Vương. Minh Vương và An Samsi. Như vậy là đã không có bàn thắng từ cú đá vừa rồi của Minh Vương. Trận đấu khép lại với phần thắng nghiêng về phía đội tuyển Olympic các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Tỷ số của những loạt đá luân lưu là 4-3. Minh Vương đã đúng hướng đổ người của An Samsi. Sau cú chạm tay của An Samsi, bóng đã dội sang ngang nhưng đi ra ngoài. Một thất bại đáng tiếc của Olympic Việt Nam trên chấm phạt đền.
cuộc đấu ở trận tranh huy chương đồng tại môn bóng đá nam ASEAN 2018 đã dừng lại sau một loạt đấu nghẹt thở trên chấm phạt đền. Lần thứ 3 ở ASEAN lần này, Olympic các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất lại thành công với những loạt đá luân lưu. Đây là một kết quả rất rất đáng tiếc cho Olympic Việt Nam sau 9 phút thi đấu nhỉnh hơn. Có một thế trận áp đảo, cho dù bị dẫn trước nhưng sự chủ động và thế đá của Olympic Việt Nam là hết sức rõ ràng, nhưng chúng ta đã không thể giải quyết được. Và trong cuộc đấu may rủi từ chấm phạt đền, Olympic Việt Nam đã thất bại. Chúng ta vừa được xem lại khoảnh khắc cuối cùng của trận tranh huy chương đồng. An Samsi đã xuất sắc can thiệp.